Hai phi công bị điều tra với nghi ngờ đã ngủ gật, quên hạ cánh chiếc Boeing 737 trong chuyến bay từ Sudan đến Ethiopia hồi đầu tuần. Trang tin hàng không thương mại Aviation Herald cho biết, sự việc xảy ra ngày 15 tháng 8 trên chuyến bay của hãng Ethiopian Airlines từ Khartoum, Sudan đến Addis Ababa, Ethiopia. Khi máy bay số hiệu S-343 gần đến đích, nó vẫn được vận hành ở chế độ tự lái ở độ cao hơn 11 km và không có dấu hiệu giảm độ cao. Trạm kiểm soát không lưu Addis Ababa nhiều lần tìm cách liên lạc với tổ bay, nhưng không nhận được phản hồi. Chiếc Boeing 737 tiếp tục bay quá điểm giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bo tại Addis Ababa. Ngay lúc đó, một cảnh báo trong buồng lái được kích hoạt và phi cơ mới bắt đầu giảm độ cao, vòng lại để hạ cánh an toàn sau khoảng 25 phút. Dữ liệu từ ASB, hệ thống giám sát máy bay tự động dựa trên các hệ thống thông tin định vị, cho thấy phi cơ đã bay quá đường băng rồi mới hạ độ cao, tìm hướng hạ cánh khác. Ethiopian Airlines trong thông báo ngày 19 tháng 8 cho biết cả cơ trưởng và cơ phó đã bị đình chỉ công tác để điều tra về nghi vấn họ ngủ gật trong buồng lái. Hai phi công sẽ bị xử lý theo kết quả điều tra. Chuyên gia hàng không Alex Masaris cảm thấy sốc trước sự việc gây quan ngại sâu sắc này. Ông cho rằng nguyên nhân có thể là phi công kiệt sức. Phi công kiệt sức không phải vấn đề mới và tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất với an toàn hàng không thế giới, Masaris viết trên Twitter ngày 18 tháng 8. Tháng 4, Hiệp hội Phi công hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines gửi thư cảnh báo các giám đốc điều hành rằng tình trạng phi công kiệt sức đang gia tăng, kêu gọi họ coi đây là một nguy cơ với an toàn bay. Tờ Repubblica của Italy hồi tháng 5 đưa tin một phi công hãng Asia Airways đã bị sa thải vì ngủ gật trong chuyến bay từ New York, Mỹ, về Rome. Đây là chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner VNA-871 của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Chuyến bay VN-254 chuẩn bị cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài, Hà Nội. Thank you.